Xuân Trường được tung vào sân ở phút 63 trong trận đấu giữa Công An Hà Nội và Hải Phòng. Đây mới là lần đầu tiên Xuân Trường thi đấu cho Hải Phòng tại V-League 2023. Tiền vệ sinh năm 1995 dính chấn thương đầu gối và không thể ra sân trong thời gian qua. Sự có mặt của Xuân Trường giúp đội bóng đất cảng cải thiện lối chơi và giành lại một điểm từ tay Công An Hà Nội. Có lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Foyani thi đấu khá tốt. Họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 61, người ghi bàn là Gustavo Henrik. Đến phút 75, Hồ Minh Dĩ gỡ hòa cho câu lạc bộ Hải Phòng bằng cú ra chân đẹp mắt. Đây là thành quả có được sau khi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thực hiện hàng loạt sự thay đổi người. Nhận xét về trận đấu, vị chiến lược gia gốc Thanh Hóa nói: Hải Phòng phải thi đấu trên sân khách, ngay từ đầu tôi chỉ đặt mục tiêu có một điểm. Toàn đội đã làm được điều đó nên tôi hài lòng, tôi không bình luận gì về công tác trọng tài. Huấn luyện viên Paolo Foyani lên tiếng bảo vệ học trò sau các kết quả không như ý. Hôm nay chúng tôi chơi hay hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn. Khi có bóng, các cầu thủ biết họ cần phải làm gì. Bóng đá là cuộc chơi mà đối phương luôn tìm cách ngăn cản bạn. Hải Phòng là đội bóng mạnh, nếu muốn đánh bại họ chúng tôi cần ra quyết định tốt hơn. Trong thời gian qua có nhiều thông tin cho rằng huấn luyện viên Foyani sẽ sớm bị thay thế nếu đội bóng không có kết quả tốt. Khi được hỏi về vấn đề này, huấn luyện viên người Brazil chia sẻ: Tôi không lo lắng, tôi tin tưởng vào việc mình đang làm. Trận trước chúng tôi đã thắng Khánh Hòa nhưng trận này chỉ hòa. Trong bóng đá, đội nào cũng muốn hướng tới chiến thắng. Nếu bạn không làm được điều đó thì sẽ gặp áp lực. Nhưng trong nghề này áp lực là chuyện bình thường. Ông Paolo Foyani khẳng định ông bình thản trước thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young-jin liên hệ với câu lạc bộ Công An Hà Nội.